bỏ cá. Ê, cano, cano. Hello, đam mê cá xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay ra hồ Núi Le test cám nền tổng hợp nha các bạn. Mình vẫn tiếp tục cái hành trình đi test cái cám nền tổng hợp này ở ngoài hồ Núi Le nha các bạn, cũng như là ở ngoài hồ tự nhiên nha. Mình sẽ không thay đổi mồi hả, thấy không? Hiện tại bây giờ nước nó cạn xuống rất nhiều các bạn nè, đó, xuống gần tới cái lòng chảo luôn rồi. Và hôm nay mình tục mình đi với lại bạn Dương, kênh Săn Hàng TV. Hello mọi người. Bạn Dương vẫn tục tất cả mọi người nha. Dương tục chăm chú test những gì bạn ấy thích thú. Mình là trải nghiệm thôi. Trải nghiệm những thứ độc đáo. Và cái kết vẫn chưa nhặt được răng nha các bạn. U đầu luôn. Đây, bạn ấy chưa đang ra cần nha các bạn. Đây là gác cần kiểu châu Âu. Một lần đi hai mồi. Một lần đi hai mồi. Đấy. Ra tới cái chỗ trắng trắng dừng lại được vừa rồi bạn. Lỡ ngoài đó nó có lưới nó dính lại mệt đó bạn ơi. Mất không mất rồi đó, BE không sợ rồi. Thấy không? Rất là trống trải nha các bạn. Nhưng người ta câu rất nhiều luôn các bạn ơi. Trước mình câu đây, có mấy bạn hỏi hồ này hồ tự nhiên hay là hồ đóng tiền câu. Thì mình nói đây là hồ tự nhiên nha. Các bạn muốn câu bao nhiêu cần cũng được, và câu bao nhiêu lâu cũng được. Thậm chí là các bạn có thể đóng đô lại câu được cái tuần hoặc nửa tháng cũng được nha các bạn. Đều miễn phí nha. Đây là cái đập xả nước nha, cung cấp nước cho xả nha, chứ không phải là cái hồ để nuôi cá nha. Lâu lâu người ta chỉ có phóng sinh hoặc là người ta chỉ thả cá xuống để bắt thả lén nha các bạn. Đó, đây là hồ tự nhiên nha các bạn, câu thoải mái luôn đó. Và đồng ý với việc là hồ tự nhiên là sẽ có những cái nguy cơ, đó là kích điện giăng lưới và cào cá và khiến cho cá nó nhát, cá nó không chịu ăn mồi nha các bạn. Và đây là cái mồi hôm nay mình câu ngày hôm nay. Đây là tha mồi mình trộn mà mình mới ra cần sáng. Hôm nay mình đánh cano nha các bạn, đánh nô thằng khoảng ở chừng đây. Đây là cái chiếc cano của mình. Đó. Còn đây là cái cám nền tổng hợp của mình, trộn với lại khoai lang và trứng vịt. Trứng vịt tăng cho ta đây cái độ tanh. Đó, thuốc cá trôi năng mạnh, su phi năng mạnh. Đây là nền này là nền chua thơm tanh khét, trộn với lại khoai lang tạo ra thêm vị ngọt, chua ngọt, chua thơm ngọt, cộng tanh. Để thực ra bắt ra cá chép, cá trôi, cá chấm, cái cá phi, có thể dính được cá cha đó, cá chê, cá mè tổng hợp mà. Đó, đây mình ra ở đây lúc 12 giờ đêm, coi như là đầu giờ ngày hôm nay á. Đây mình ra được mồi, là bây giờ hôm nay mình mới bắt đầu mình câu nè. Nắng một cục mồi rất là to như thế này, mình quăng ra ngoài đó, hy vọng hôm nay sẽ có những con cá to to để quay lên cho mọi người xem. Bây giờ các bạn cùng với mình cùng đón xem, đợi chờ kết quả nha. Chắc nhìn thử đi. Chắc nhìn thử đi. Chú Năm á. Chắc nó hút được. Chắc nó hút được. Đó. Vô rồi Minh.
Báo cá. Báo cá rồi. Nó chơi rồi. Đó. Lấy lại nè. Trời ơi, mình mới vừa vô trận nên mình dính cá rồi trời. Rồi. Gì đâu rồi, gì kỳ vậy? Không còn. Có không? Còn. Gì đó vậy? Chắc nó chạy vô theo á. Đang chạy vô á. Còn. Quay cái đó là. Còn. Nhưng mà nhỏ. Báo cá nha các bạn. Báo cá một con cá trâu trắng nha. Con này chắc được 7-8 lạng nha các bạn nha. Ok. Có cá trong móm là ok rồi các bạn nha. Còn có cá nha các bạn. Ok. Biết được không? Ý là em nghĩ chắc là cái báo cá. Báo cá bay trong luôn. Bự không? Trời ơi, cá bự rồi, chép rồi. Bây giờ đâu rồi? Giờ cả nhà rồi. Rồi giờ sao? Cái chê khổng lồ các bạn ơi. Lấy cân ra cân. 2 kg các bạn. Để anh em mình lấy cân thử các bạn ơi. Trời ơi ăn hai lưỡi luôn trời. À rồi cái bao cái kia quên mình rồi. Cái trong cái túi xanh á. Túi xanh kìa. Cái vỏ xanh kìa. Ở đây có mấy vỏ xanh. Nó hai ký ba rồi ok ba cái giỏ 3 lạng rồi
Đó, rồi. Rồi. Thả, thả, thả cá ra, thả cá ra Minh. Cho cá vô trong nước trước đi. Rồi, anh Minh bắt đầu cho cá vô nước nha các bạn. Từ từ thấp xuống, thấp xuống. Rồi, ok. 3 kg. 4 lạng. 4 lạng, 4 lạng. Là nãy là 1 kg 9, con cá chê 1 kg 9. 1 kg 9. Rồi, ok. Ok. Đây, để em chỉnh lại. Rồi. Rồi. Bảo cá. Báo cá vô đội nha các bạn. Con này cực kỳ gửi các bạn. Quá ok các bạn ơi. Lâu lắm rồi mình mới thấy được bóng dáng của con cá trôi đỏ ở hồ Le đây các bạn nha. Ok chưa? Quá tuyệt vời. Bây giờ nó 12 rưỡi các bạn. Cá hôm nay nó ăn sớm các bạn ơi. Thường thường thì chiều một mấy mới ăn, hôm nay 12 rưỡi nó vứt đút rồi. Quá tuyệt vời nha các bạn. Ok. Ê, cano, cano. Đỡ được. Quá dữ, mày mồi quá bán. Con nữa các bạn ơi. Trời ơi, không được 5 phút nữa. Mình mới ra cục mồi kia quốc phát con nữa các bạn ơi. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Hôm nay chúc mánh các bạn ơi. Cá vô rồi. Quá đã, quá đã, quá đã, quá đã em ơi. Ok. Bao cá, bao cá. Cú gô rồi.
cô gô bạn ơi. Cô gô rồi, rồi. Cô gô rồi. Cô gô rồi. Ngắm. Kéo lên nổi mà. Nè nè nè. Quên bật cái nút khóa còi tắt tiêu. Ủa ôi, có nặng nè. Tổ lắm. Tổ ở đâu? Hugo rồi. Action cam. Action cam. Hugo. Nhìn đọc căng này. Ăn cơm vô nổi. Trời, dướng cần không? Nhìn nè, bạn nhìn nè. Ôi trời, nhìn kìa. Cá sấu hả? Sắp vô rồi. Trời ơi. Chấp hồng. Có dính dây không mà sao nó... Sao nặng vậy? Sợ dính dây. Sợ dính dây. Sợ dướng. Dướng dây rồi. Hay là lôi ngang ấy, nó mới nặng chứ. Đó. Bự á. Cũng to mà. Đẹp ha. Đã chưa. Wow. Đó. Nè, bạn thấy chưa các bạn? Quá nè. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ôi. Ôi, chép đỏ đẹp quá trời. Đã chưa kìa. Wow. Đấy nét. Tuyệt vời. Tuyệt vời các bạn ơi. Wow. Cảm nền tổng hợp của đam mê con cá mãi đỉnh nha các bạn. Đẹp các bạn. Quá trời bá luôn. Wow. Con này 2,5 kg các bạn. 2,5 kg. Quay gần cho mọi người xem con cá nè, đẹp chưa nè. Ồ, nó vàng. Đẹp chưa? Đấy. Nét mà u khè luôn. Đó. Ok các bạn. Con tay. Quá ghê gớm. Ok. Lấm. Cái cần một tay. Đổi cano rồi. Quá đã. Ốc cá. Quay cao lên mình bán. Thank you.
vô nó dính rồi, nó chạy ra túi kia kìa. Rồi cái cần này, cần này nó ăn. Cái dây này dính vô cái cần này. Rồi cái nó rồi con cá nó mới xảy. Mua luôn. Ê, một con cá trôi trắng nha các bạn. Hiện tại bây giờ 5 giờ rồi nha. Đúng lý là dính hai con các bạn ơi. Một con nó bị dính lưới các bạn. Mất luôn, nó vừa kéo cần lên xe đó. Rồi còn 3 cần kìa. Đợi chờ nha các bạn. Ok. Ok nha các bạn. Mình kết thúc cái buổi ra hồn le test cám nền tổng hợp nha các bạn. Hôm nay là một ngày rất may mắn với mình. Lên rất là nhiều cá nha các bạn. Hôm nay mình được 6 bát, 7 bát, bắt được 6 bát. Được 4 con trôi, 1 con chê, 1 con chép và xảy 1 con. Con chê thì mình đã cho thằng em rồi. Thì đây. Đây là thành quả ngày hôm nay của mình cho các bạn. Được 4 con trôi, 2 con trôi trắng, 3 2 con trôi đỏ. Một con cá chép đỏ rất là đẹp. Chép đỏ này 2,5 kg các bạn. Trên 2 kg. Đây. 5 giờ rưỡi chiều rồi các bạn. Thu cần về là vừa luôn rồi. Đây. Đó, thành quả ngày nãy mình chép khá là to rồi. Đây. Đó các bạn. Trôi đỏ còn 1,5 kg luôn. Đỏ lắm các bạn. Hôm nay là mình này vô mánh luôn các bạn ơi. Đẹp. Chép đỏ khá là đẹp luôn các bạn. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây. Đẹp chưa các bạn? Đây. Đó. Đây. 6-7 cái cá các bạn. Quá đã. Ok. Ok. Nếu các bạn yêu thích cái mồi cám nền tổng hợp của mình thì các bạn có thể đặt hàng và trải nghiệm thử nha các bạn. Đó, như vậy thôi. Combo. Combo 2 kg cám nền tổng hợp và 1 kg khoai lang ngũ chua. Đó. Như vậy thôi. Cám nền tổng hợp của mình thì 60k 1 kg, còn khoai lang ngũ chua 50k. Các bạn yêu thích thì hãy đặt hàng trải nghiệm. Còn bây giờ các bạn đã xem, hãy ấn like, subscribe ủng hộ đam mê cá mình nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.